Việt Nam sẽ chứng kiến nguyệt thực toàn phần năm 2022. Cùng chúng tôi điểm xem những hiện tượng thiên văn đặc biệt nào sẽ xuất hiện trong năm mới 2022. Tháng 1, mưa sao băng Quadrantis. Chỉ ít ngày sau khi bước sang năm mới, người yêu thiên văn sẽ ngay lập tức được chứng kiến hiện tượng đầu tiên, đó là mưa sao băng Quadrantis. Đây là trận mưa sao băng ở mức độ trên trung bình và thường diễn ra vào tháng 1. Năm nay, mưa sao băng Quadrantis sẽ đạt cực điểm vào ngày mùng 3, mùng 4 tháng 1 năm 2022. Trận mưa sao băng này có thể quan sát tại những khu vực thời tiết thuận lợi, ít mây, không mưa và không bị ô nhiễm ánh sáng. Tháng 4, mưa sao băng Livrit và nhật thực một phần. Sang đến tháng 4 thì sẽ xuất hiện đợt mưa sao băng thuộc loại trung bình với tên là Livrit. Cơn mưa sao băng này xuất hiện do những mảnh vụn của sao chổi C1861G Thatcher bị đốt cháy và lao vào bầu khí quyển. Cực điểm của mưa sao băng Livrit rơi vào 2 ngày là 22 và 23 tháng 4 năm 2022. Ở thời điểm đó thì người quan sát có thể chứng kiến khoảng 20 vệt mưa sao băng mỗi giờ. Ngay trong tháng 4, thế giới cũng được chứng kiến lần nhật thực đầu tiên của năm mới. Đây là nhật thực một phần với thời điểm diễn ra ngày 30 tháng 4 năm 2022. Tháng 5, mưa sao băng Eta Aquarius và nguyệt thực toàn phần. Mưa sao băng Eta Aquarius được xếp vào loại trung bình. Cơn mưa sao băng này xuất hiện vào đầu tháng 5 ở khu vực chòm sao Aquarius. Cực điểm của mưa sao băng Eta Aquarius sẽ diễn ra vào ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 5 năm 2022. Nếu bạn đã từng nghe nói đến sao chổi Halley, mưa sao băng Eta Aquarius chính là tàn dư của những mảnh vụn đến từ ngôi sao chổi này khi lao vào bầu khí quyển. Vào ngày 16 tháng 5 sẽ là lúc diễn ra nguyệt thực toàn phần. Tuy nhiên, kỳ nguyệt thực này sẽ không thể quan sát được tại Việt Nam do vị trí địa lý không cho phép. Tháng 7, mưa sao băng Delta Aquarius. Delta Aquarius là tên gọi của trận mưa sao băng thường diễn ra vào tháng 7 và tháng 8 hàng năm. Đây là trận mưa sao băng thuộc loại trung bình. Cực điểm của mưa sao băng Delta Aquarius diễn ra vào đêm ngày 28-29 tháng 7 năm 2022. Để ngắm trận mưa sao băng này, người quan sát có thể hướng góc nhìn về phía chòm sao Aquarius. Tháng 8, mưa sao băng Perseid. Perseid là một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý nhất trong năm. Đợt mưa sao băng này được hình thành bởi những mảnh vụn của sao chổi Squib Tuttle. Mưa sao băng diễn ra từ giữa tháng 7 đến cuối tháng với cực điểm là rơi vào đêm 12, rạng sáng ngày 13 tháng 8 năm 2022. Nếu điều kiện thời tiết tốt, mưa sao băng Perseid có thể mang tới 100 vệt sao băng lúc cực điểm. Tháng 10, nhật thực một phần, mưa sao băng Draconis và Orionis. Sẽ có tới tận 2 đợt mưa sao băng đáng chú ý trong tháng 10, đó là mưa sao băng Draconis và Orionis. Mưa sao băng Draconis là một trận mưa sao băng nhỏ diễn ra vào ngày đầu tháng 10, với cực điểm là ngày 7 tháng 10 năm 2022. Đặc điểm của đợt mưa sao băng này là người xem có thể quan sát liên tục gần như là cả đêm ở bầu trời phía Bắc. Tuy nhiên do ảnh hưởng bởi ánh trăng, người quan sát sẽ khó có điều kiện thuận lợi để chứng kiến mưa sao băng Draconis. Khác với Draconis, Orionis là một trong những đợt mưa sao băng đáng chú ý nhất năm. Đợt mưa sao băng này diễn ra vào khu vực chòm sao Orion. Cực điểm của mưa sao băng Orionis sẽ là vào nửa đêm ngày 21 và rạng sáng ngày 22 tháng 10 năm 2022. Năm nay thì người yêu thiên văn sẽ có điều kiện thời tiết lý tưởng, không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng từ mặt trăng khi quan sát mưa sao băng Orionis. Tháng 10 cũng là thời điểm diễn ra lần nhật thực thứ hai và cũng là nhật thực cuối cùng của năm 2022. Kỳ nhật thực một phần sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 10. Tháng 11, mưa sao băng Tauris, Leonis và nguyệt thực toàn phần. Sang đến tháng 11, sẽ có thêm một trận mưa sao băng cỡ nhỏ với tên gọi Tauris. Đỉnh điểm của đợt mưa sao băng này là vào đêm ngày mùng 4, rạng sáng mùng 5 tháng 11 năm 2021. Do Tauris là mưa sao băng cỡ nhỏ, người quan sát sẽ chỉ được chứng kiến khoảng 10 vệt sao băng mỗi giờ. Tháng 11 cũng chứng kiến sự xuất hiện của nguyệt thực toàn phần, hiện tượng thiên văn được chờ đón nhất năm đối với người Việt Nam. Thời điểm diễn ra nguyệt thực toàn phần là ngày 8 tháng 11 năm 2022. Nếu trời quang đãng, hiện tượng này có thể dễ dàng quan sát bằng mắt thường và không cần dùng đến công cụ hỗ trợ. Cuối tháng 11 còn diễn ra mưa sao băng Leonis. Đây là đợt mưa sao băng xuất hiện ở vị trí của chòm sao Leo. Trận mưa sao băng cỡ trung bình này đạt cực điểm vào đêm ngày 17 tháng 11 năm 2022 với sự xuất hiện của khoảng 30 vệt sao băng mỗi giờ. Tháng 12, mưa sao băng Geminis.
Gemini được xem là trận mưa sao băng lớn nhất trong năm ở giai đoạn cực điểm vào đêm ngày 13, rạng sáng 14 tháng 12 năm 2022. Mưa sao băng Gemini có thể mang tới 100 đến 120 vệt sao băng mỗi giờ. Người quan sát cũng có thể chứng kiến mưa sao băng Gemini với tần suất vừa phải hơn xuyên suốt cả tháng 12 của năm 2022.